Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Tý chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tử vi nhận thấy rằng tháng 3 âm lịch này là thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tý đạt được những bước phát triển rực rỡ. Chỉ cần vạch ra một mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình, đồng thời không ngừng cố gắng vươn lên, bạn ắt sẽ đạt được thành công thậm chí ngoài mong đợi. Tam hợp mang lại nhiều cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngại ngần khi đứng trước khó khăn, thử thách bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Được cấp trên coi trọng, bạn có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng và đầy tính thách thức. Đây cũng chính là thời điểm bạn cần cố gắng hết sức mình để bứt phá vươn lên. May mắn, sự tỉnh táo, minh mẫn luôn giúp bạn nhanh chóng nhìn nhận được những vấn đề mấu chốt, từ đó đưa ra cách giải quyết nhanh chóng. Sự biến hóa, giỏi thích nghi cũng giúp bạn không quá bỡ ngỡ khi tiếp xúc với môi trường mới, nội dung công việc mới. Ngược lại, bạn còn cảm thấy đây là cơ hội đáng quý để phát triển bản thân. Đế vượng cho thấy bạn sẽ trở thành một người thành công, được bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Những thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, thậm chí có người được cất nhắc lên làm sếp lãnh đạo, chỉ huy mọi người. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến một đích đến cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn. Bạn không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới, mà còn khiến những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Tuy nhiên, những thăng tiến quá nhanh chóng trong công việc của bạn có thể khiến cho những kẻ tiểu nhân hẹp hòi ích kỷ cảm thấy ghen tị. Ngũ quỷ khuyên bạn đừng bao giờ lơ là trong công việc, kể cả khi đã sắp chạm tay tới thành công. Người làm lãnh đạo chớ nghe theo lời của kẻ nịnh bợ có cái nhìn sai lệch về vấn đề và đưa ra những quyết định thiếu chính xác. 2. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Tý cũng có những dấu hiệu tăng tiến đáng mừng nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp. Bản mệnh có thể gặp được quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Bạn đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Nguyệt lệnh đế vượng cũng đem tới cho bạn nhiều dấu hiệu tích cực. Người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Theo tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý âm lịch có thể thoạt đầu, bạn sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư giả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu. Người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỷ lệ thuận với những gì bạn đã đóng góp cho tập thể. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lương tăng lên do bạn đã được thăng chức. Khoản tiền này không chỉ giúp bạn cải thiện cuộc sống, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tích cực để bạn cố gắng hơn. Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng đang gặp phải ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh khuyên bạn chớ nên nghe theo lời xúi dục, dụ dỗ của người ngoài, đặc biệt là trong những mối làm ăn không làm gì mà vẫn được hưởng lãi cao. Bạn làm gì cũng cần phải dựa vào khả năng phán đoán, phân tích của bản thân, muốn làm giàu thì phải dựa vào sức của mình chứ không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống. 3. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Tý có những dấu hiệu phát triển khá rực rỡ ngay trong tháng 3 này. Tam hợp đem lại cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bạn cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách. Những cặp vợ chồng trẻ cũng có cơ hội được nhận tin mừng do đế vượng mang tới. Hai người đang ngày một thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Một số cặp đôi còn được bước sang một trang mới của cuộc sống khi đón tin mang thai hoặc sinh con. Khi đã được làm bố, làm mẹ, bạn nên dành thật nhiều sự quan tâm và yêu thương cho thành viên nhỏ trong nhà.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng các mối quan hệ xã giao quá tốt đẹp chưa chắc đã mang lại những ảnh hưởng tốt đẹp cho các cặp đôi. Ngũ hành sinh khắc cho thấy bạn và nửa kia của mình có thể hiểu lầm đối phương, hoặc nghe thấy những lời đồn đại không hay liên quan đến chuyện tình của vợ chồng mình. Khi gặp phải tình trạng này, hai người cần bình tĩnh trò chuyện để tháo gỡ hiểu lầm, đừng vội tin theo lời của kẻ đưa chuyện mà không nghe nửa kia giải thích. 4. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh cho thấy sức khỏe của người tuổi Tý lại không được tốt như mong muốn. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian cho công việc đến mức quên cả việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ. Dù công việc có vất vả, bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng không nên bắt cơ thể mình làm việc quá sức. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên nghỉ ngơi ngay cho đến khi cơ thể, đầu óc tỉnh táo trở lại, bởi làm việc khi mệt mỏi không những không mang lại hiệu quả, mà còn khiến bạn dễ phạm phải nhiều sai lầm hơn. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động, tập thể dục thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt, dồi dào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân. 5. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý tháng 3 âm lịch. 1. Mậu Tý, thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết quan hệ xã giao tốt đẹp, nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, dậu. Màu sắc may mắn, đen, trắng. 2. Canh Tý, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết công việc làm ăn tốt, tìm được đối tác triển vọng, nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, bạc xám. 3. Nhâm Tý, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, mở rộng các mối quan hệ, cho người khác cơ hội quan tâm đến mình. Quý nhân, thân, hợi. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. 4. Giáp Tý, thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rèn luyện để nâng cao thể chất. Quý nhân, sửu, hợi. Tiểu nhân, tuất ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương trắng. 5. Bính Tý, thuộc mệnh thủy, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, khẳng định được vị thế, được nhiều người tôn trọng, tương lai nhiều triển vọng. Quý nhân, thân, thìn. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, ghi, vàng kim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong